quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Việt Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin nóng hổi gì. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Ngăn ngừa sự cộng dồn các yếu tố tiêu cực. Cái mũi của ngành du lịch. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ hủy kết quả trúng tuyển, dừng tuyển sinh ngành luật. Bộ Giao thông Vận tải nói gì việc gần 40.000 xe đã dán e-bus bị cưỡng bức dán e-tag. Ngăn ngừa sự cộng dồn các yếu tố tiêu cực. Thưa quý vị, tình trạng nghỉ việc của nhân viên y tế nói riêng và viên chức các ngành nói chung chính là kết quả cộng dồn các yếu tố tiêu cực. Trước tình trạng ngày càng nhiều công chức và viên chức nghỉ việc, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị báo cáo tình hình cán bộ xin thôi việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết 6 tháng đầu năm 2022. Dịch chuyển lao động từ khu vực công sang khu vực tư là một tín hiệu đáng mừng hay đáng lo, chưa thể xác định, nhưng thời gian qua, hiện tượng nhân viên ngành y tế nghỉ việc trở nên phổ biến ở nhiều nơi. Theo một thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2022 đã có khoảng 9.000 nhân viên y tế nghỉ việc. Để tìm ra lý do nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã có cuộc gặp gỡ với các đại diện của đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn. Có giám đốc bệnh viện đã bật khóc khi phát biểu về những khó khăn đang thách thức những thầy thuốc. Qua một khảo sát 500 y bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh, có thể tạm thời liệt kê 5 nguyên nhân mà người lao động quyết định nghỉ việc ở các cơ sở y tế công lập. Thứ nhất, lương thấp. Thứ hai, không hài lòng với môi trường làm việc. Thứ ba, cường độ làm việc quá cao, áp lực công việc quá lớn. Thứ tư là không có cơ hội trau dồi nghề nghiệp. Thứ năm là bất mãn với giám đốc hoặc người quản lý trực tiếp. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng: "Tôi không tin rằng chỉ vì lương thấp có thể khiến bác sĩ bỏ việc hoặc bỏ công gia tư. Tôi cũng không tin chỉ vì một sự không hài lòng nào đó khiến nhân viên y tế rời khỏi biên chế. Thế nhưng tôi tin nếu tất cả vấn đề đó cùng dồn nén ở một nơi sẽ tạo ra được câu chuyện trên." Vậy, tình trạng nghỉ việc của nhân viên y tế nói riêng và viên chức các ngành nói chung chính là kết quả cộng dồn các yếu tố tiêu cực. Làm sao ngăn ngừa hệ lụy ấy? Câu trả lời: ngỡ dễ mà lại khó, ngỡ khó mà lại dễ. Bởi lẽ để cải thiện thì thay đổi chế độ đãi ngộ và phát huy dân chủ cơ sở cần phải được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Vai trò của các tổ chức đoàn thể như thế nào trong quá trình lắng nghe nguyện vọng của người lao động, sự giám sát của người đứng đầu và sự đối thoại giữa các cấp vẫn chưa thông suốt và thấu đáo. Mỗi người có một lựa chọn riêng, có người cầu danh, có người cầu lợi, có người cầu cần cống hiến, có người thì thích an nhàn. Thế nhưng một môi trường làm việc lý tưởng sẽ khuyến khích được tất cả người lao động cùng chung tay công bằng và thoải mái. Để công chức và viên chức nghỉ việc hàng loạt, nhất là sự ra đi của những người có chuyên môn và có trình độ, thì trách nhiệm đầu tiên thuộc về lãnh đạo từng đơn vị. Muốn hóa giải những yếu tố tiêu cực cộng dồn ở khu vực công, phải loại bỏ hai thứ tâm lý vô cùng nguy hại là cha chung không ai khóc và không có thợ mợ thì chợ vẫn đông. Cần thiện chí tháo gỡ từng yếu tố tiêu cực, vì tuyết đóng dày ba tấc không phải do cái lạnh một giờ. Cái mũi của ngành du lịch. Thưa quý vị, nếu ví du lịch là một ngành công nghiệp không khói với vai trò mũi nhọn thì chính sách thị thực phải thông thoáng chứ không phải trở thành lực cản cái mũi nhọn ấy. Malaysia từ ngày 1 tháng 4 2022 đã cấp thị thực nhập cảnh thời hạn 90 ngày cho khách du lịch là công dân ở 63 quốc gia, miễn thị thực 30 ngày cho công dân 95 quốc gia khác. Du lịch Singapore thậm chí còn trải thảm đỏ cho công dân của gần 80% quốc gia trên thế giới với thời hạn 30 đến 90 ngày mà không cần thị thực. Ngay người láng giềng Thái Lan, số quốc gia được miễn thị thực dù ít cũng lên tới con số 64, gấp 2,6 lần ở Việt Nam, hiện mới chỉ miễn thị thực cho công dân ở 24 quốc gia. Trong suốt phiên chất vấn trước Thường vụ Quốc hội chiều qua, dù Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã nói rất nhiều đến các giải pháp phát triển du lịch, ông cũng chưa một lần trả lời câu hỏi tại sao. Thế tại sao lại chỉ 24? Tại sao lại hẻo, lại ít, lại căn kè đến thế, với những người bản chất là tiêu tiền và tạo công ăn việc làm tại Việt Nam? Điểm tích cực là Bộ trưởng một lần nữa kiến nghị đơn giản hóa thủ tục, mở rộng danh sách quốc gia được miễn thị thực, có nghĩa rằng không phải ông Hùng không nhìn thấy nút thắt visa. Còn nói thêm một lần nữa là bởi vấn đề thị thực đã được nói quá nhiều lần, kiến nghị quá nhiều lần, đề xuất quá nhiều lần, nhưng rồi thì vẫn vậy. Tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân 2019, chính sách thị thực được nêu ra như là một trong những nút thắt lớn nhất khi đối tượng miễn thị thực ít hơn, thời gian ngắn hơn. Tại hội nghị của ngành du lịch tháng 3 2022, visa tiếp tục là rào cản ngáng đường du khách với thủ tục quá rườm rà, chi phí ngoài lề quá cao.
khách Áo, Ấn Độ đều chi tiền rất lớn, từ nhiều năm trước đều đã đạt mức gần 200 USD một người một ngày. Trong khi nhiều ngành kinh tế khác đang vật lộn với rất nhiều khó khăn để đưa sản phẩm ra nước ngoài, kiếm từng đồng ngoại tệ về, thì du lịch lại đang khép cánh cửa, chặn đồng tiền, phát biểu từ một doanh nghiệp. Ít là một lẽ, thời gian miễn thị thực hiện chỉ 15 ngày, không chỉ là không hợp lý mà còn giống như là bắt bí. Du lịch là ngành chịu tác động nhiều nhất từ đại dịch từ khi các hoạt động gần như là đóng băng và chính phủ với sự quyết đoán sáng suốt thì đã mở cửa trở lại. Hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh, du lịch bản chất chính là một ngành kinh tế và để phát triển ngành mũi nhọn ấy thực sự phải có những giải pháp mạnh mẽ và đột phá. Có lẽ cái rào cản thị thực đã đến lúc phải được tháo gỡ, liệu chúng ta có thể phát triển du lịch theo lối một chủ nhà khó tính với tư duy chỉ có thế, thích thì mời, không thích thì thôi. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ hủy kết quả trúng tuyển, dừng tuyển sinh ngành luật. Thưa quý vị, nhiều thí sinh trúng tuyển phương thức xét học bạ ngành luật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị trường thông báo hủy kết quả trúng tuyển. Nhiều thí sinh trúng tuyển có điều kiện phương thức xét học bạ vào ngành luật cho biết cảm thấy hụt hẫng vì mới đây trường thông báo hủy kết quả trúng tuyển. Thí sinh có thể chuyển sang ngành khác nếu xét tổ hợp phù hợp hoặc đăng ký xét tuyển lại nếu xét tuyển văn sử địa. Thí sinh Nguyễn Phan Hà Giang kể, em thức trắng đêm vì thấy nguyện vọng vào trường báo không hợp lệ. Giang cho biết đăng ký nguyện vọng bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngành luật của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 9 tháng 8, khi vào trang đăng ký nguyện vọng thì được thông báo nguyện vọng hiện không hợp lệ. Giang liên hệ với trường thì được thông tin rằng kết quả của thí sinh bị hủy bỏ do trường tạm hoãn tuyển sinh ngành luật năm 2022. Trao đổi với báo chí, ông Quách Thanh Hải, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, đúng là trường quyết định hủy kết quả trúng tuyển có điều kiện tạm hoãn tuyển sinh ngành luật năm nay do trường mở ngành khi chưa đủ điều kiện. Theo ông này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành hậu kiểm tuyển sinh năm trước, trường cũng rà soát và phát hiện ngành luật của trường chưa đáp ứng đủ các điều kiện mở ngành như là không có tiến sĩ, không bộ môn quản lý, không giáo trình theo quy định. Quá trình mở ngành kéo dài, quyết định mở ngành có sau khi thông tư mới về điều kiện mở ngành được ban hành với các yêu cầu cao hơn so với thông tư cũ nên trường chưa đáp ứng được đủ điều kiện, ông Hải cho biết. Cũng theo ông Hải, trường đã cân nhắc kỹ khi quyết định hủy kết quả trúng tuyển tạm dừng tuyển sinh. Bây giờ vẫn còn thời gian để thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường khác, ngành khác. Nếu trường không hủy kết quả, sau này khi thí sinh đã nhập học, nếu kiểm tra không đủ điều kiện, khi đó các bạn sẽ thiệt thòi. Những thí sinh xét tuyển toán lý hóa có thể chuyển sang ngành khác trong trường nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện. Những thí sinh xét tuyển văn sử địa phải xét tuyển lại tổ hợp phù hợp. Thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển vào trường khác, ông Hải cho biết thêm. Bộ Giao thông Vận tải nói gì việc gần 40.000 xe đã dán e-bus bị cưỡng bức dán e-tag. Kính thưa quý vị, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết qua giả soát cho thấy có thẻ ảo và việc dán thẻ trồng thẻ xảy ra ở cả hai nhà cung cấp dịch vụ. Bộ Giao thông Vận tải đang yêu cầu làm rõ để xử lý triệt để, tránh tình trạng này. Hai nhà cung cấp so găng. Liên quan tới việc Viettel gửi văn bản tới Bộ Giao thông Vận tải, phản ánh rất nhiều xe đã được đấu nối thẻ định danh e-bus của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam thuộc tập đoàn Viettel, nhưng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC vẫn tiếp tục mời chào và đấu nối thêm thẻ e-tag lên trên xe. Lũy kế đến thời điểm ngày 31 tháng 7 có tổng cộng gần 40.000 xe đã dán thẻ e-pass bị dán trồng thẻ e-tag. Đơn vị này khẳng định việc dán trồng thẻ là vi phạm quyết định 19/2020 QĐ-TTg của Thủ tướng về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức ETC, không tuân thủ quy chế phối hợp cung cấp dịch vụ. Trao đổi với phóng viên Dân trí vào tối 10 tháng 8, đại diện VETC cho biết đơn vị không có mối liên hệ trực tiếp với Viettel. Chưa nhận được văn bản nào của Viettel về phối hợp xử lý hiện tượng dán trồng thẻ. Cho đến nay, chưa có định nghĩa và phân loại cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lỗi dán thẻ trồng thẻ ETC. VETC đang tích cực phối hợp làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam về DTC để làm rõ phân loại các lỗi thẻ ETC, trách nhiệm của các bên để có kết luận và giải pháp chung nhằm khắc phục triệt để các lỗi thẻ phát sinh, đại diện VETC đã cho biết. Theo đại diện VETC, trong phạm vi các quy định hiện hành của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về thu phí ETC, thực tế vận hành trên các chuyến đường cao tốc, trạm thu phí, VETC ghi nhận một số lỗi của thẻ ETC phổ biến, cụ thể là lỗi về kích hoạt tài khoản giao thông ảo. Dán thẻ của nhà cung cấp này lên xe nhưng bị kích hoạt tài khoản giao thông ảo bởi nhà cung cấp khác.
lỗi chưa kích hoạt khi xe đã dán thẻ. VETC tiến hành kích hoạt khi nhận được yêu cầu của chủ phương tiện có văn bản đồng ý chấp thuận. Lỗi dán nhiều thẻ cho cùng một xe, tháo gỡ thẻ ETC hợp lệ của nhà cung cấp dịch vụ này và thay thế bằng thẻ của nhà cung cấp khác. Lỗi vật lý của thẻ ETC đã dán trên xe do lỗi kỹ thuật như lão hóa, dán sai vị trí, sai quy cách và chất lượng của thẻ. Đơn vị tiến hành thu hồi thay thế thẻ mới với các thẻ VETC tại các điểm dịch vụ của VETC. VETC không có chính sách thay thế đổi trả với thẻ của DVTC đã dán trên xe và đã kích hoạt tài khoản giao thông. VETC cho biết đã có văn bản báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ và kiến nghị ban hành quy định cơ sở về việc kích hoạt tài khoản giao thông khi có đầy đủ các điều kiện hợp lệ. Thanh tra toàn diện và tuyên ủy tất cả các tài khoản giao thông bị kích hoạt ảo vẫn còn đang lưu hành. Ban hành quy định tiêu chuẩn thẻ ETC để các nhà cung cấp dịch vụ có cơ sở áp dụng và thực hiện đồng bộ. Liên quan tới tình trạng thẻ trong thẻ, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết việc dán chèn gần 40.000 thẻ ETC là điều khó hiểu bởi lượng thẻ lớn như vậy có thể gây ra khủng hoảng trong hệ thống ETC và nảy sinh nhiều bất cập khó lường. Bộ này đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, làm rõ sự việc, có phương án xử lý triệt để những bất cập. Theo đó, Tổng cục Đường bộ đã thành lập đoàn kiểm tra công tác dán thẻ của hai nhà cung cấp dịch vụ VDTC và VETC. Qua kiểm tra cho thấy tình trạng dán chồng hai thẻ trên xe ô tô. Đáng nói là tình trạng này xảy ra ở cả hai nhà cung cấp dịch vụ. Qua kiểm tra xác suất dữ liệu đấu nối thẻ đầu cuối mở tài khoản dịch vụ thu phí ETC của 9 phương tiện được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của VETC và VDTC, xác định cả hai nhà cung cấp dịch vụ đều có tình trạng dán thẻ mở tài khoản cho phương tiện đã đăng ký mở tài khoản của bên còn lại. Trong 9 phương tiện dán thẻ thì 6 xe VDTC mở tài khoản trước, VETC mở tài khoản chèn sau. Có 3 phương tiện VTC đã mở tài khoản trước và VDTC mở tài khoản chèn sau. Tổng cục Đường bộ đánh giá, nguyên nhân có thể là do khách hàng đã dán thẻ lâu ngày, bị bong chóc, nhà cung cấp dịch vụ làm thủ tục dán lại thẻ, chứ không có chuyện bóc thẻ của nhà cung cấp dịch vụ này, dán bằng thẻ của nhà cung cấp dịch vụ khác. Cơ quan này yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ báo cáo số liệu cụ thể trước ngày 15 tháng 8. Trên cơ sở đó sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, biện pháp xử lý. Tuy nhiên, hiện chưa có chế tài để xử phạt hành vi dán chồng thẻ. Thông tư 15 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về hoạt động trạm thu phí và quyết định 19 của Thủ tướng về thu phí ETC chưa quy định cụ thể chế tài xử phạt. Cũng liên quan tới thẻ ETC, đại diện Bộ Giao thông Vận tải thông tin việc phát hiện hiện tượng kích hoạt thẻ ảo người tham gia giao thông từ trước. Nguyên nhân do cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ thu phí chạy chỉ tiêu nên lấy thông tin để kích hoạt khống trên hệ thống. Nhận thấy có những bất cập, Bộ Giao thông Vận tải đã liên tục có văn bản chỉ đạo gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam và hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí ETC yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định. Bộ yêu cầu các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ khắc phục các tồn tại, vướng mắc, xử lý hiện tượng kích hoạt thẻ ảo và có chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, quy định hợp đồng. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết để giải quyết căn cơ các vấn đề tồn tại, Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiến nghị Chính phủ một khuôn khổ pháp lý cao hơn quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ban hành một nghị định cụ thể để đảm bảo các nguyên tắc vận hành hệ thống ETC lâu dài, quy định rõ quy trình, tiêu chuẩn và trách nhiệm chế tài xử phạt các chủ thể có liên quan. Hiện cả nước có khoảng 4,8 triệu ô tô. Tính đến ngày 2 tháng 8 đã có hơn 3,5 triệu xe dán thẻ đầu cuối, đạt gần 70%.